Pepsi đang là farmer chính lắm. Qua Kido đang là farmer thứ 6. Cả hai đang trong quá trình tưới nước. Cả hai đều trong giai đoạn tưới nước cuối cùng. Rất căng thẳng, rất cân bằng. Cả hai đều đang ở bước chế tạo thức ăn cho gà. Cả hai cũng đang trong bước là chạy vào rừng và đi tìm Elena. Wellsie đã vào đằng trước. Wellsie đang vào đằng trước. Khoa đang chỉnh gì đây? Khoa đang chỉnh gì đây? Giờ này không còn chỉnh nữa đâu Khoa ơi. Hãy đi tìm Elena đi nào. Elena đang đợi các bạn. Elena đang đứng đợi các bạn. Rồi, được rồi, chạy về nào. Wellsie chạy về nào. Wellsie đã tìm thấy được Elena. Wellsie đang trên đường chạy về và Wellsie đã gặp Khoa. Khoa vẫn đang đi tìm Elena. Vâng, Khoa đã thấy Elena rồi. Khoa chết đi nào Khoa. Rồi chạy về nào, nhanh. Đấu đang rất là căng thẳng và hiện tại thì Wellsie đang dính hơn một bước. Wellsie đang chạy gần đến vòng tròn để về lại land của mình. Không cần kết bán đâu Wellsie ơi, chạy bán bình thường nha. Wellsie đã vào chuồng gà. Khoa đang thu hoạch. Khoa đang thu hoạch thức ăn cho gà. Wellsie đang mua gà. Cả hai đều đang cho gà ăn. Rất là căng thẳng. Và vâng, thưa quý vị và các bạn, này Elena đúng là người đã quyết định mọi thứ. Elena đứng trong rừng và Wellsie tìm được đầu tiên. Sau đó Wellsie chạy về trước Quajiro và Wellsie đã cho gà cuối cùng ăn.